Lớn tuổi rồi phải đi làm đi kiếm tiền. Kiếm tiền chi để mình lo thân mình, đỡ cho con có cái mình. Mà đi gần 12 quận. 12 quận là nói theo kiểu ở dưới quê đó, làm đi là đi nát hết trơn, nát nước là kêu đi 12 quận. Quận này, quận nọ, quận kia. Ví dụ kiếm cũng không được việc làm. Khổ quá trời khổ. Ủa, hôm cái công ty này được nè. Nếu mà đi làm mình phải lựa mấy cái công ty như vậy mình làm nè, thì tương lai mình mới rạng rỡ, lương mới cao nè. Công ty T không lẽ công ty tôi thích thịt? Cái gì kìa, công ty gì mà tôi thích thịt? Được, ở vậy chứ. Mày bị đau thận sao mà làm gì mày khung khung nữa? Mệt chú, chú Đức. Cái gì chú? Mệt bên này hả? Đi mổ ruột thừa đi. Trời ơi, có bị ruột thừa không? Thì bây giờ nghiêm quan trọng nè, chú có thấy kẻ tình nghi bắt cóc con nít ở đâu không? Cái gì? Làm gì có ông nội ở cái chung cư này, làm gì có vụ bắt cóc nít, có bảo vệ mà. Thì con bảo vệ nè, nó mới la làng lên nè. Sao? Trời ơi, bắt cóc con nít. Mà cái kẻ đó ra sao mà bắt cóc nít? Bịt kính mặt luôn, như ninja á. Bịt kính mặt như là ninja hả? Thôi thôi thôi, bây giờ chú có thấy nó cả là chú báo con liền nha. Báo liền. Đợi, báo liền. Mà mày có số điện thoại không? Tao gọi. Bán rồi. Trời đất ơi. Thôi chú cứ la lên, chú la đi rồi con chạy ra liền. Ờ, cứ tao la lại dạ. Là mày chạy là hả? Dạ dạ. Gọi liền con chạy nha. Ừ. Nha chú, nhớ chú. Ờ. Cái ghê trời. Ủa, cái công cư này bao giờ mà có cái chuyện mà bắt cóc nít đâu trời. Ôi ơi, cái gì mà rùng mình vậy? Ôi trời ơi, trời ơi, làm cái gì vậy? Bà mới đi đứng vô cần, người ta đi nè, cái ghế này, ta đang đứng về, đi, 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 đây là không được đi, tự nhiên đi lũi vô nói gì nữa. Hey, nè, nghe hỏi nè, trời đâu có nắng đâu, làm gì mà trùm kính mít vậy? Nhìn như là ninja vậy đó, bà... Bảo vệ nó nói ninja, bắt cóc nít. Bắt cóc con nít lại không? Trời đất ơi, bố người ta bắt cóc con nít kìa. Trời ơi, bố người ta bắt cóc con nít. Bắt cóc con nít kìa, bố người ta bắt cóc con nít. Nó bắt cóc con nít kìa, bố người ta bắt cóc con nít kìa. Đi đứng cái gì vậy? Dạ dạ. Xin lỗi. Xin lỗi anh nha. Ủa? Nhìn em quen quen ta. À, em là người quen của anh Tùng đúng không? Dạ đúng rồi. À, anh là Thắng, đồng nghiệp của anh Tùng. Dạ, chào anh. Chào em. À, tay em mềm quá. Cảm ơn anh. À, anh Tùng giới thiệu như đây làm hả? Dạ không phải. Vậy em cho anh số điện thoại đi, bữa nào mình đi cà phê nói chuyện nha. Dạ. Được rồi, nếu mà em ngại thì em đọc số cho anh đi, để anh bấm cho. 090 090 000 000 000 000 000 000. Ủa số lạ vậy ta? Sao không lạ? Bùi Bá Thắng. Gì đây? Lấy số làm gì? Em thấy giúp đỡ em nó, tại vì người quen của anh mà. Quen biết gì, vô công ty này là hồn ai nấy dữ, không quen biết gì hết á. Dạ. Nè,
ở đây là công ty chứ không phải cái đồi, muốn thả làm sao thả nha. Nha. Dạ. Vậy giờ về cạo râu đi, thấy râu dưới này lú rồi kìa. Dạ. Dạ thôi em đi. Đi đi chứ đây làm gì nữa. Quá đáng lắm luôn á. Trời ơi, nhìn chú hoài quá hả? Hoài sao hoài? Trong công ty ăn hiếp được mình nó thôi đó. Ủa nhà có chuyện gì hả? Dạ đâu có gì đâu. Hai đứa nhỏ ngoan lắm. Còn vô đây làm chi? Con tới xin việc. Cái gì? Xin việc? Dạ. Tại bữa con nghe chú nói á, con thấy thích quá à. Con muốn làm đồng nghiệp của chú. Bộ gan dễ sợ không? Làm đồng nghiệp. Không sợ chú Đức nhà chửi. Ừ. Cái gì đây? Hả? Tùng quen con bé nào ở trong công ty hả? Ờ à. Ủa? Mà sao con bé này nó quen lắm mà nghe. Trời ơi, kêu rượu cái gì tụi nó nghe đây là quen với ông chủ. Dạ cô ơi, mong con tệ số con. Trời ơi, chủ nhân viên đâu rồi, quán xá gì mà để vé số vô đây mời mọc vậy? Mấy tờ nó mua một con hay cô? Cô nói là cô không có mua. Cô không có mua, đừng có năn nỉ này nỉ. Trong đêm một bàn chân bước. Thôi mua giùm nó đi chứ để nó hát kiểu gì nói. Lang thang trên đường. Trong đêm bàn chân bước đến. Con nhỏ bán vé số. Gì đây? Dạ chú. Đây mà. Trời ơi, cái chuyện này bể ra một cái thiệt á, tôi không có chịu nổi với lại những cái mà gọi là những cái lời lẽ của chú Đức đâu nghe. Không sao đâu, không sao đâu. Chuyện mà lỡ rồi á, ba còn không có la đâu. Nha, trưa nay con sẽ đãi cho ăn một chầu thịt nướng hoành tráng. Nha. Cảm ơn chú. Cái gì mà lỡ ở đây? Tùng, Tùng hứa hẹn với cô bé này là cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy trời, đâu mà song song vô rồi nói tào lao cái gì vậy chị Hương? Rõ ràng cô bé này nó mới nói mà. Lỡ là lỡ cái gì nha? Trời ơi, chị hiểu lầm rồi chị ơi. Cái bà cô này. Bà cô gì ở đây? Con gái gì kỳ cục vậy? Kèo kéo đàn ông là sao? Nè, hôm nay không đi bán vé số à? Rồi định đi lên đây bán cái gì luôn đây? Thôi mà, chị Hương ơi, chị hiểu lầm rồi. Hiểu cái gì? Cháu nó nói là để nhờ tôi giấu cái chuyện nó xin việc làm trong này. Tụi tôi nói bây giờ giấu sao được, nó kêu là bây giờ cứ giấu đi. Rồi khi nào mà ba nó biết được chuyện nó làm việc trong này rồi đó thì chuyện đã lỡ rồi. Lỡ là lỡ theo cái nghĩa đó. Chị nghĩ lỡ là lỡ theo nghĩa nào? Lỡ lét gì ở đây? Thiệt hả? Chứ gì nữa không thiệt trời. Sự thật vậy luôn. À, tự nhiên chửi con nhỏ. À, hồ sơ kìa, đi xin việc làm. À. Ủa nhưng mà cũng không nên vậy nữa. Con gái mà lên công ty làm cái gì mà chèo kéo ở đây, cũng phải giữ ý tứ một chút chứ. Con với con cũng là phụ nữ đó. Con nghĩ người giữ ý tứ không phải mình con đâu. Cái gì đó thôi. Nói gì đó. Thôi đi, về đi. Đi về đi. Tôi đi làm việc. Ừ, hứa với Hường là trưa nay đi ăn hả? Ủa chú, mình đi ăn trưa mà. Thôi dẹp đi, về đi. Hứa với Hường mà. Chú, nãy đi ăn với con mà chú nhớ không? Tôi ra lệnh là Tùng phải đi với tôi. Tôi không đi ăn với ai hết. Đi ăn với Hường. Không. Đi ăn với Hường. Đi về đi. À, chị ơi, cho tôi hỏi chừng nào tôi mới được phỏng vấn. Dạ, chú chờ cháu chút. Chú chờ em chút. Rồi. Chú xin làm bảo vệ hả? Làm bảo vệ thì làm gì cũng được hết cô. Nay nhiêu tuổi rồi? Có kinh nghiệm gì chưa? 22 tuổi, chưa có kinh nghiệm gì hết. Mới ra trường đó. Hả? 22 tuổi? Thiệt, 22 tuổi. Nó láo cô chi? Chú đừng có giỡn à. Giỡn gì giỡn, trời, 22 tuổi mà mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì hết. Trời ơi, công ty tuyển người nghiêm túc á chú. Trời ơi, tôi đâu có giỡn đâu, tôi đang nghiêm túc. Cô tử tôi hay nói tôi 22 tuổi hả? Không có, tôi đang đi xin việc làm cho con gái của tôi. Hả? Sao nãy giờ không nói? Thì đó, tự cô cứ hỏi, tôi trả lời theo. Vậy chú kêu con gái chú lên đây phỏng vấn trực tiếp mới được. Ủa vậy hả? Dạ. Không, nhưng mà tự vì tôi với con gái tôi thỏa thuận với nhau. Nếu như mà nó có được việc làm thì lúc đó nó mới xuất hiện mà. Không được chú ơi, phải có thật trực tiếp mới được. Ủa mà bán cái gì mà quan trọng dữ phải có mặt nó vậy? Dạ, đồ lót nam.
đồ lót nam. Dạ. Đồ lót nam. Cái này bệnh dữ à. Con, hôm nay là cuối tuần rồi. Cuối tuần thì sao? Cuối tuần cho ba nghỉ ngơi chứ. Thì mình phải tổng vệ sinh chứ. Trời ơi, vệ sinh tổng cái gì? Vệ sinh lẻ đi chứ tổng làm gì? Giờ này ông ngủ đi. Không. Ông cái gì? Trời, ba đi làm cả tuần lễ ba mệt lắm rồi. Con mới thương ba, con thương ba không vậy? Thương, nhưng mà hôm nay phải tổng vệ sinh. Thôi mà, do ba ngủ năn nỉ con luôn. Cái gì vậy trời? Hôm nay là cuối tuần, chúng ta phải tổng vệ sinh. Đó. Trời đất ơi, cái nhà tôi như cái bãi chiến trường vậy. Ai bài ra cho đã rồi bây giờ kêu tôi tổng vệ sinh là sao? Thôi được rồi, tụi con cứ nghỉ ngơi đi. Cứ vô nghỉ ngơi, ba sẽ gọi điện, ba kêu người tới dọn dẹp, được chưa? Không. Tại sao lại không? Có người dọn dẹp rồi, ý con muốn cái gì? Con muốn cả nhà mình dọn thôi. Cả nhà mình dọn. Trời ơi, thiệt á, hai con có hiếu lắm luôn á. Thôi, dạ. Dọn đi dọn. Giờ nghe tôi phân công nè. Con chạy vô kia lấy cái chổi. Con đi với ba vô tay lấy đồ ra dọn. Nhanh lên. Bỗng ngày sau quá buồn khi niềm vui không tìm tôi. Nên lấy con lại rỡ xuống xe trường muốn lên núi. Từ nay tự lo rửa bát nấu cơm quét nhà với một thân một mình. Ngày ngày cứ thế trôi qua cứ những con tinh tinh. Mày ta nói làm sẽ rất khó. Lúc buồn rất nhiều việc phải lo. Mong cho gò bó với cuộc sống là ấm no. Muốn bay về ngày thơ với tự tin thì họp trò. Cha còn là bạn nhé. Cùng chung nhau tiếng cười nhé. Sẽ mãi bên cha dù rằng đôi khi cha hay trách con trai mắng là. Để rồi khi ta chung một nhà hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười hà ha. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đấy sẽ chính là nhà có tình yêu thương của ta. Cha sẽ mãi mãi trêu chè, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na.